Công ty Xenon xin kính chào quý khách hàng. Công ty chúng tôi chuyên phân phối những dòng đèn từ đèn pha đến đèn đường, đèn sử dụng điện đến những chiếc đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Đa dạng, đầy đủ mọi công suất, có thể đảm bảo đáp ứng được cho mọi cái nhu cầu chiếu sáng của quý khách hàng. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ làm một cái video clip để báo giá về một vài cái mẫu đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời chuyên để lắp đặt cho những cái đường quốc lộ mà trong thời gian gần đây chúng tôi đã cung cấp cho nhiều cái công trình. Thì đây chính là ba cái mẫu sản phẩm mà hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người. Thì đây chính là ba cái mẫu đèn đường thương hiệu Philips được sản xuất OEM. Và chiếc đèn này có công suất là 50W. Và chiếc đèn này công suất là 100W. Và chiếc đèn này có công suất là 300W. Thì hai chiếc đèn này là hai cái chiếc đèn đường năng lượng mặt trời sử dụng cái tấm pin rồi. Còn đối với cái chiếc đèn 300W này, nó sử dụng cái tấm pin liền thể, có nghĩa là cái tấm pin năng lượng nó sẽ nằm trực tiếp ở phía sau cái đèn này, sẽ giúp cho cái việc lắp đặt đèn thuận tiện và dễ dàng hơn. Thì cả ba chiếc đèn này đều được có cái thân đèn được làm bằng nhôm đúc áp lực cao, rất là dày, rất là chắc chắn, có thể chống va đập và tản nhiệt rất là tốt. Bên ngoài đèn nó được sơn cái lớp sơn tĩnh điện màu xám rất là đẹp mắt, sẽ rất là thích hợp để quý khách sử dụng chiếu sáng lâu ngày ở ngoài trời. Và đây là cái phần chứa pin của đèn, đây là cái khu vực chứa pin của đèn, nó sẽ rất là lớn. Đây là cái khu vực chứa pin của chiếc đèn này. Thì cả ba cái chiếc đèn này nó có cái khu vực chứa pin rất là lớn, sẽ giúp cho đèn chứa được nhiều pin hơn và đảm bảo cho đèn nó có được một cái độ sáng cao xuyên suốt cả đêm. Và ba cái chiếc đèn này chắc chắn cái độ sáng của nó sẽ từ 12 giờ trở lên, có nghĩa là có thể sáng xuyên suốt cả đêm, đáp ứng được mọi cái nhu cầu chiếu sáng của quý khách hàng. Và tuổi thọ của ba cái chiếc đèn này là từ 50 đến 80 ngàn giờ, có cái tuổi thọ rất là cao. Và điểm chung của ba chiếc đèn này đó chính là nó sử dụng những cái chip LED Philips LumiLED, sẽ có một cái độ sáng cao và cái quang thông của nó rất là lớn. Và độ hoàng màu của cả ba chiếc đèn này trên 70, có thể phản chiếu sự vật rất là rõ ràng và chân thật. Và cái diện tích chiếu sáng của cả ba chiếc đèn này nó rất là lớn. Và trong cái diện tích khoảng 40 đến 50 mét vuông thì những cái chiếc đèn này nó sẽ chiếu sáng rất là rõ. Và những cái chiếc đèn này thì chúng tôi đã cung cấp cho nhiều cái công trình, như là công trình nông thôn, đường nông thôn mới, và một số cái công trình của nhà nước ở nhiều tỉnh miền Tây. Và chiếu sáng cho những cái nhà xưởng và những cái kho bãi vật liệu xây dựng cho rất là nhiều. Và tất cả mọi cái công trình đó chúng tôi đều nhận được rất là nhiều cái phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Và về giá của những chiếc đèn thì đây, chiếc đèn công suất 50W này chúng tôi đang bán giá lẻ là 6 triệu đồng. Và chiếc đèn công suất 100W này chúng tôi đang bán giá lẻ là 8 triệu đồng. Và chiếc đèn 300W này chúng tôi cũng đang bán với giá lẻ là 8 triệu đồng. Thì đây là giá lẻ mà hiện tại công ty chúng tôi đang bán những chiếc đèn này. Thì nếu như quý khách hàng có nhu cầu sử dụng cho công trình hoặc là sử dụng với số lượng nhiều thì có thể liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại ở trên màn hình để được tư vấn và nhận những cái mức giá ưu đãi hơn nhiều. Những cái mẫu đèn này thì công ty chúng tôi sẽ bảo hành cho quý khách 5 năm. Và ngoài ra chúng tôi sẽ còn những cái video clip để mà báo giá những cái dòng đèn khác và giới thiệu sản phẩm mới. Cho nên là nếu như quý khách có nhu cầu sử dụng hoặc là có quan tâm thì hãy nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận thêm thông báo ở nhiều cái video clip tiếp theo. Và tìm cho mình được một cái sản phẩm ưng ý nhất và phù hợp với cái nhu cầu sử dụng nhất. Và cảm ơn quý khách hàng đã xem hết cái video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.